Sau đây em sẽ hướng dẫn mọi người cách nạp và xóa tái điều khiển ở tái bột đó, bột mới và bột cũ. Bước thứ nhất là mình xóa khiển. Mình ấn hai lần, ấn sóng thả nhảy và ấn giữ. Giữ đến lúc nào cái hộp nó kêu bịp bịp bịp, như thế là xóa thành công. Còn cách thứ hai là cách nộp ở hộp và cánh nộp qua tay khiển thì bước thứ nhất em sẽ hướng dẫn cách nạp ở hộp. Mọi người ấn vào cái phím màu đen ở trong hộp, ấn xong thả ra. Tay khiển chỉ cần ấn hai lần phím phím top, như thế là đã nạp thành công. Ở đây em xin phép mọi người hướng dẫn mọi người cách nạp từ tay qua tay tay 336 và tay bột. Cái 336 này nó sẽ vào được cái bột mới và bột cũ, bột màu xanh và bột màu bột inox. Tương tự như cái cách nạp của hai tay khiển nó đều như nhau. Nên xin phép mọi người hướng dẫn mọi người cách nạp tay qua tay. Mình ấn đồng thời phím khóa và phím lên. Ấn giữ hộp kéo. Bên này chỉ cần ấn hai lần phím tròn, phím dừng là được. Như thế là đã nạp thành công.